Và cái hiệu ứng nhấp nháy này, cái hiệu ứng mà bọc bọt ấy, tôi nghĩ nó là hiệu ứng mà máu. Tôi sẽ test thử. Đó, nó là hiệu ứng gì ấy? Ok đi vào, ok hết rồi, chào mọi người, chào mọi người, chào trên đầu của mình, đầu của mình đây. Chào mừng, hôm nay chúng ta tiếp tục chơi với cái này, nhưng mà trước hết ấy, thì mấy ông phải biết rằng đó chính là tôi sẽ cần tập hôm nay không phải là cái tập để mà chúng ta dùng não, dùng xà lăn phăng hay dùng cái đéo gì cả, mà tập hôm nay chúng ta sẽ ngồi nhập mấy cái skill này đó, có nghĩa là tôi sẽ cho chú tể nhảy lầu, chú tể đập đá và chú tể phụ, chú tể cắn cắn thuốc, và chú tể cúc sao cũng được. Thì cái này á, nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều thứ đúng không, nó mấy cái này thì không quan tâm nè, chúng ta quan trọng cái tốc độ nhảy, à, không, cái không quan trọng đây tốc độ di chuyển này, cái giảm 5G nó rất là phế, nó không có hữu dụng, chủ yếu là lấy cái tốc độ di chuyển, cái hành quan đạo ấy, cái đó là để tăng thêm cái kinh nghiệm nhận được quăng quăng, và nó có thêm cái mà trái tim á, cái đó là để tăng cái độ máu thôi. Tôi nghĩ là mấy cái skill này tôi nghĩ nên một khoảng nào đó thôi chứ không nên max nổi, bởi vì nó rất là nhiều ấy. 10 á, tôi nghĩ là lên cả cuối trang là bao nhiêu, cuối trang là 25. Ừ, tôi nghĩ là tôi nên nên 25 hơn, đúng không? Nó còn nhiều lắm, nó tìm tới bọn cấp what the fuck, nói chung là nó rất là nhiều, nên là tôi nghĩ là chỉ cần lên cấp 25 mỗi loại thôi là được rồi, lên nhiều quá thì có khi là cả tháng luôn tôi còn chưa lên map nữa. Dạ thôi tôi cứ việc mà nhảy gì thôi, đâu lâu thì cắn cái miếng táo nữa, và hẹn gặp mấy ông sau khi mà tôi lên cấp 25 nha, cũng lâu lắm chứ chả được đâu, tôi nghĩ 15 là đủ rồi đó, 15 là nó được rồi, khi mà lên tới 15 thì nó cho rất là nhiều thứ. Tôi làm một tí táo ghê. Lên 15 thì chúng ta sẽ được một cái dầm, một cái dầm mà nó là một cái cấp, nhưng mà nó nhận được tới đầu ta chẳng phải, đây nó là một cái cấp nhưng mà nó nhận được tới là hai cái, ủa 14 chứ, lên 15 thì được cái tốc độ, còn 14 thì nó sẽ được hai cái này, gửi 20% cho mốt, cái này có phải là phản đa không nhỉ? Quay chắc là tôi lên 16 nha, trong lúc đó thì tôi cũng có cắn táo, cắn táo thì nó nói chung là nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà nó có cái là ủa đây năm, à cái này là hồi máu hả, vải trưởng hả, tôi cứ tưởng nó là hút ma. À rồi giờ tôi sẽ nhảy cho đến khi nào mà lên thêm một cấp nữa vậy, rồi tôi quay trở lại. Xong easy, giờ chúng ta đã lên được cấp 16 rồi, chúng ta là sẽ canh coi cái nào ngon nhất làm nó trước. Chúng ta có hở gèn đúng không, chắc có hở gèn này, có chỉ có hở gèn thôi, hở gèn phù hỷ phù phép và phép thuật. Ok, hở gèn nó sẽ cho là 10% là gì, hoàn trả ha, 10%, ok độ bền. What? Gắn đéo gì nhỉ, vui xúc gì vậy, thôi tôi đéo hiểu mì, nhưng mà cái độ bền ấy thì nó không cần thiết, bởi vì chúng ta đang có đồ không bị phá hủy mà. Thế vật thì sao, tốc độ quay, phép thuật nó không cho một cái dòng phụ luôn á, phép thuật thì sử mana what, siêu phù phép thì sao, gấp 5%, gấp đôi kinh nghiệm mốt này, ngon này, skill HP. Cái này cũng xịn đó. Giờ sẽ lên tới 16 nha. Cái sự phi phù phép này sẽ lên tới 16. Còn một HP khi dùng Wisdom. Cái này sao tôi thấy nó, thì là tôi nghĩ là tôi sẽ đào thêm các phù phép nữa thôi, chứ mấy cái kia tôi thấy nó không đáng, không mấy ông. Sợ bỏ thời gian làm mấy cái đấy thì ai đó làm một tí sẽ làm phân nó ngon hơn. Tôi vừa nói ý một lần nữa, có vẻ như là tập này tôi lót chip hay gì. Alright,
Tôi vừa nhận ra rằng đây là sự làm fun chứ không phải là skill fun, thành ra là cài skill ấy nó tốn thời gian. Thì mấy ông nghĩ là tốn thời gian nó cũng đéo đéo sao với vì thời gian của tôi chứ đéo thời gian của anh, bởi vì tôi có đưa nó lên video đúng không, nhưng mà tôi sẽ bị rất là khó bởi vì cách dễ nhất để farm trong sự làm fun đó chính là dùng máy móc để mà tạo phân sản và đem đi bán. Nhưng nếu mà chúng ta cứ quyền mà ngồi giọng táo như thế này thì tính mê luôn mới có máy móc ấy, thành ra là chúng ta sẽ đi vào salon phân chứ ngồi hiện tại đang là có là một stack cả ba stack của đất tôi mới yên tâm được. Thật sự chơi salon phân thì cả ba stack, thế cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ làm mấy cái thằng kia chứ không có làm điện trước. Ta sẽ làm mấy cái thằng mà thằng đó tên gì quên luôn, quên tên của nó là trên bay. Trên bay hoài vừa quên xong nhớ luôn. Nó là cái thằng mà tạo tài nguyên từ nước, làm càng nhiều càng tốt. Basic mà chuyên đúng không? Tôi đã quay trở lại đi hỏi các mẹ nhưng mà laptop vẫn chưa. Rồi, laptop xịn đấy. Thì những cái scanner này nó có độ bền nha. Thành ra là anh em mà sử dụng á thì nhớ là có thể là đào hàng một thôi cũng được. Đừng có đi lên cao quá. Lên cao quá thì nó chỉ tốn mất steel thôi, nó không tốn gì cả. Nhưng mà tôi nói thật với mấy ông á, là tôi chưa đi đến cái hàng cuối bao giờ. Thì nó dẫn tới một cái việc á là tôi không biết độ bền của nó có tăng lên không, vì nó không có ghi là tăng thêm độ bền, nó chỉ để là một cái cần câu thôi. Để vì họ lên gót nữa mua được nên rẻ, hồi xưa thì không mua được. Sẽ không làm thử nha, làm thử lên một cái gì họ lên gót làm thử luôn. Đây có chúng ta có tạo điện từ nước này và trên bay, trên bay chúng ta cần 4 tích 2 chỉ và 3 mắt steel. Mắt steel cần 6 mắt steel, 6 mắt nexium và 3 steel. Rất đơn giản. Đây, ủa mà steel thì phải cần compressor rồi xong. Ây da. Compressor là cần đích tâm đúng không? Thằng này à. Rồi cái hàng fence. Rồi xong luôn, fan này hay pay to win. Fan nó là won. Ủa phải. Phải. Nó phải là fan, nó bắt buộc phải là fan. Độn công thức. Bảo sao. Làm nhầm rồi. Chơi fan. Cái thằng này là won hay là fan nhỉ? À nó là fan. Để đây. Ủa. Đậu xanh phê nó nằm đây. Chúng ta cần thêm hai cái bích tâm nữa. Bích tâm thì khỏi làm mệt đó, mua cho nó nhanh. Ok. Nói chung là chơi cái server này tiền nó rất là nhàn luôn. Bởi vì đánh leader nó rất là, nói chung leader đánh nó dễ mà nó còn được đóng. Sau này còn bán tài nguyên thì còn được nhiều nữa. Đây tôi sẽ cho mấy anh xem bon top. Thì mấy thằng khứa này chứ phải cái AK thôi, có tài nguyên thì nó bán rồi. Thì nó sẽ rơi vào cái top 10, còn mấy thằng mà cài trăm ấy, nó sẽ top 1. Đây, Donator này 23 tỷ tỷ đúng, đây là tỷ vãi trưởng thật. Đây, thì chúng ta dạo á, chắc bữa nào tôi đổi nhà sang làm Sugar Daddy chứ cái này. Sugar Baby chứ. Để xem coi disk của mình đáng giá bao nhiêu. Tôi để compressor vào đây rồi. Nhớ là đào hồi nãy thì đừng có để quá nhiều than, nếu không là nó sẽ trở thành compress carbon. Lúc đó thì hay mệt đi, compress carbon không có chỉ là thành carbon được. Đâu ra magnesium 6 này, sắt cũng cần 6 luôn thì phải, sắt ít quá, trong đây nó có bán bằng sắt nha. Hay đuối nha, không bán bằng sắt thì chúng ta sẽ không có mụn. Để coi cái công thức của xà lan phân coi nó có chỉnh sửa gì không. Nó chỉnh sửa mà phôi sắc mà nghiền cái thành bụi ấy, thì cái đó ngon. Máy nghiền để phải, nó là Crusher. No, nó không có công thức đấy. Hình như là ingot pulverizer thì nó chuyển được. Đây không sao không sao. Nhưng mà thằng này thì ui có khi tôi sẽ làm thằng này trước, thằng này ghẻ này. Ủa Orc Rider ghẻ, ok cũng ghẻ. Có thể tôi sẽ làm nó trước ấy. Là nó là nhẹn đi biết bao nhiêu thứ luôn. Rồi sau khi mà chuẩn bị xong rồi chúng ta sẽ để vào smelter ba a này rồi xong tắt rồi. Sau đó thì để sắt vô vào carbon, cái này tôi làm theo trí nhớ nha, đúng không? Steel hình như là nếu mà chúng ta nung thêm phát nữa thì nó sẽ hầm ha,
ngành gì đó, nó là một cái Damascus steel, ở đây và ba magnesium ở đây, và lúc đầu nó sẽ nung ra thành phôi đúng không, nhưng mà nung thêm phát nữa thì nó sẽ lên mắc steel chứ không có gì hết, và ba mắc steel tiếp theo là hai chỉ bốn que, hình như là chỉ tôi bước hết rồi, tôi làm mấy món linh tinh tôi bước hết này, sau này có mấy cái gương mà chứa vô hạn độ tôi mới chờ, cho nên là chỉ này tạm thời tôi cũng sẽ mua hai cái thôi. Bell 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 bục trên bay chất đặt ở đây luôn nhỉ. Trên bay này thì nó sẽ có input và output, input là cái cầu á, còn output là đoạn nó farm ra. Giờ chúng ta sẽ để thêm cái hàng kia nó cần thêm bốn mắt tiêu đúng không? Đào cái hai đồng luôn đi. Mua hai đồng thì chơi cho nó xịn để xem coi độ bền nó như nào, chứ ít 20 mà độ bền không khác gì thì nó cũng dở hơi ấy, bởi vì nó chỉ mình tốn một đống tài nguyên chỉ để cho nó câu gấp 20 lần, trong khi đó mình làm 20 cái trên nó bay mình để 20 cái câu cùi vào thì nó sẽ xịn hơn cả thế, bởi vì nó ủa chạy xe làm phong nó bên kia lâu không chạy xe qua nó lú đây, chạy xe làm phong này ta có ghi info alo ingot bằng 1 m nhẹ nhàng tình cảm cửa hàng đây 1 m xong ghi info alo ingot xong, tôi không nghĩ là tôi sẽ mua một stack, bởi vì tôi không nghĩ tôi sẽ mua một stack từ khi mà tôi làm cái ghi info play thằng ló, nếu tôi nhớ nhầm thì nó mắc như chó vậy. Ừ nó vậy là đúng ấy, chứ không phải hơi quá đâu, đúng ấy, nó là play 8 được 1. Còn ông nào á, đây 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 nó đây, thằng mắc nhất trong đây là thằng Haram, nói chung là đam ấy, đam này dòng cảm, nhưng mà sẽ qua cho mua thì chúng ta cứ mua thôi. Chúng ta có cái này rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cần thêm còn cần thức lại cái trên nó bay nó sẽ là còn vai nó là trên bốn bốn chỉ năm gậy thêm bốn nó là chín chín 13 chỉ năm gậy đúng không? Ok không sao, giờ sao nó không cần gậy nữa. Bèo 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 thằng này nó đặt nó rất là rẻ nha, nhưng mà mọi người xài cái này thôi cũng được, xài thằng này thôi câu một phát là nó cho rất là nhiều tài nguyên, đây nó sẽ cho là emerald bán được magnesium và sắt, có nghĩa là chúng ta có thể tạo max steel từ cái này và đầu tư rất là ngon nha, bạn chỉ cần ba max steel có nghĩa là sáu sáu magnesium và sáu sắt thôi, bạn có thể cầu được rất là nhiều sắt và magnesium, chưa tính tới mấy cái hàng khác, thành ra là đầu tư thằng này là một cái quyết định cực kỳ ngon luôn. Bây giờ tôi sẽ thử Max Steel 4. Ô hoàng Max Steel hình như là quen quen thôi, nhưng không có bán ấy. Cái buổi kia tôi chơi nó đúng không? Chơi nó bị Max Steel bán giá cao. À không, nó là ghép to nào đâu in cài đi, cài, đeo kèo. Chúng ta cần thêm 4 Max Steel là cũng là 4 carbon thôi, không sao, cũng đủ. Giờ 8 sắt và 8 magnesium. Sắt gần hết rồi, sợ không? Bây giờ mà chúng ta ủa cái bên này. Tôi tưởng là cái để nó lọt đến mức đấy. Sắt beo 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 1, 2, dừng. Không được cho nó thành đam mệt nha, đam mệt kết rồi nó hơi hơi đuối. Xong beo beo để công thức là hình như nó là như thế này đây, và sao nó đẩy hình như tính nhầm rồi 12 à, không phải 13. Ok để hình nhìn vọt vào và gì info trên nó bay cho này tắt được kiểu cắt cắt ngay bắt đầu chứ rồi test 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 đầu bờ này nó như nào.
Hoài nhanh ấy, ai nó nhanh nhưng mà cái độ bền nó kìa, tụt thì tụt quần ấy. Khoan 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 khoan, người thành công có đó đi game đó không? Đợi tí, đợi tí, đợi tí, tôi có giáo án này, thậm chí nó còn cho mấy ông gậy để mà mấy ông có thể chế lại coi, mấy ông chỉ cần chỉ thôi, chỉ cần chỉ để có thể mà làm lại mấy này. Ừ, chỉ cần chỉ để làm thằng trainer thôi, ít chỉ là làm thằng này thôi, cái hàng trainer, còn cái trainer bay thì có thể là để nguyên cũng được. Từ từ, tụi con giao án mới, giao án này hơi xịn, hơi tà đạo nha, tại cho nó gần hết đã. Nếu như tôi nhớ hết nhầm thì nếu mà full thì nó sẽ không câu nữa. Để cho nó xuống tí tí, ví dụ để cái ao chết cái bên này nó có thăm nha, năm chuyện 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, dừng. Fit yes. Hoài được nhờ. Cũng gì mà này nọ đấy. Vậy là tôi đã có được người bạn phiên hoàng rồi. Cái này nó gian lận quá mấy không. Nhưng mà đây chính là đặc quyền gian lận đó. Vậy thì tôi sẽ ngồi đây tôi farm để coi nó cho nhiều. Nó cho rất là nhiều loại tài nguyên quan trọng nha, nhưng mà tôi vẫn thấy nó hiếu. Nó là đây được magnesium này, copper này, gold, iron, aluminum, tin, zinc, hình như nó còn hiếu vậy, nó hiếu led đúng không, led, aluminum, silver, ở đâu có hết mà. Ô, tôi muốn thử một lần nữa là cái này nó có cường quá là không bị phá vỡ được. Thôi được rồi, đừng 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 đừng, nếu mà tôi cường quá ngu thì có khi mắc luôn cái channel bay diện phọt này á. Tôi nghĩ là tôi nên lên mạng tôi tìm hiểu các kiểu rồi quay trở lại. Trong cái channel bay tôi đang suy nghĩ nha, nếu mà chín tấn chín tấc sỏi biết on nó bao nhiêu giây rồi. Nói nó hỏi này, quay 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 on không có thời gian hồi. Vậy thì tôi sẽ xài cái gì anh Phật, vậy thì tôi xài này thôi, cần gì cái cần gì chính tắt sỏi mới là online, trong khi chúng ta có thể fit cái cần câu này 9 lần đúng không, nó vừa nhanh mà nó còn vừa đỡ mệt nữa, xịn thật sự. Bây giờ thì mình chỉ việc mà canh sao cái cần câu này không bị hỏng thôi, và mình sẽ lên trên web để mình xem cái này nó có kiểu ép anh kim vô nó có được không, hay là nó có bị hư không ấy, rồi mình sẽ quay trở lại nha. Đó thì tôi bây giờ tôi đói không cần xài hiêu nữa, tôi cắn nó quẹt đó. Câu chuyện là như thế này, server bị disconnect và tất nhiên không một thằng nào nó lót cái chân này đúng không, câu trả lời là không, có một thằng nào nó lót cái chân này và thấy là cái cần câu trong đây nó mất, lúc đó thì nó còn có cỡ 30 độ bền thôi đấy. Thì lúc mà tôi vô server tôi nhắn phải rồi tôi lấy lại được, tôi nó là hàng ghi info nên nó kiểu nó có sống từ đầu bờ đó, nó bắt phải trưởng ra. Nhưng mà câu trả lời chúng ta là không, bởi vì bằng cách kỳ nào đó thì thằng nào đó cái chân này rồi cái mắc luôn cái cần câu ghi info, không phải nói là cổ đi hai người đúng không? Bởi vì tôi trong cái server này tôi bắt thử mà rồi là, thành ra là cổ đi hai người nó không hợp lý lắm khi mà tôi đang có một dự án là nếu mà tôi làm 16 cái channel bay và tôi làm 16 cái channel hường, rồi mỗi lần vô server tôi chỉ cần chỉ que nhưng mà APK lâu 20 cái nha, 20 cái thì nó sẽ cần rất là nhiều mass steel, rất là nhiều carbon, hết 8 8 là được 8 mass steel, 8 mass steel nên không nhỉ. Hiện tại copper đang là bao nhiêu, copper đang là 2 stack,
Để xem nếu mà chúng ta có gold ban để vô thì nó lọc cấp độ đấy, rồi cần phải có abut cho nó. Channel bay đi, vậy thì chúng ta sẽ làm thêm 19 cái channel bay nữa. Tại sao không, đúng không? Channel bay nó sẽ cần là đéo dám tính là 57 cái max steel rồi. 57 max steel, 57 nhân 8 bằng nhiêu? Thôi để tính nó tự động, tôi mua 8 stock hàng mình rồi nhầm. Tính làm gì cho mệt. Đây 8 stock hàng. Và đây chính là đúc mà mấy ông sẽ cần phải kiểu không bị cái Congress Cobblestone hao quá. Để vô đây và không phải Congress Cobblestone mà Congress Carbon. Dừng. Nó biết thằng Congress Carbon hay mệt đấy. Rồi nó cũng giống như thằng đam mà tiêu ấy, nó không quay ngược lại được, đó là rồi là phải nhịn luôn. Hồi xưa cái server kia tôi đào hang cho lắm vào ấy, cúp đó hồi xưa tôi cũng chỉ là gia tài một thôi, bởi vì tôi đang tranh cấp mười mấy à, bởi vì kinh nghiệm Salon Farm nó quý, đào được cỡ 8 stop hang xong rồi lên đàm để compress xong rồi xuống đào lại rất đuối. Với server cái đó nó không được như server này, người chơi nó đông gấp đôi hoặc gấp năm, nhưng mà cái quơ rất là bé nhá, nó không có được cao như thế này, cái núi nó cao ấy. Mà toàn đồng bằng thôi, nó không có được custom map như thế này nên có mấy chỗ nó không có cao, có mấy chỗ nó không có nhiều hang ấy. Đảo rất là trầm cảm. Rồi có một stack rồi, tiếp theo rồi. Thôi nào. Đủ không ta? 57, 57 rồi. Rồi rồi rồi. Đéo đủ mấy không? Giờ tôi sẽ phải xây 9 stack, 9 stack sỏi nữa, quay lại hệ hệ tiền sử nữa. Chúng ta sẽ cần phải cỡ 2 stack mỗi loại. Không sao, làm nhiều thì ăn nhiều, không sao. Cũng được, nói chung là hy sinh một tí nhưng mà được cái auto kiểu. Tôi có ý tưởng, không phải tôi nghĩ rồi, tôi nghĩ rồi, đằng này tôi nghĩ là tôi sẽ đúng. Không phải là do có thằng nào đó nó đi tới đây nó lót, mà là server tự lót. Tôi sẽ chứng minh điều này đúng bằng cách là mua tờ nhận. Giờ đừng hỏi tại sao mua cái 16 cái. Thằng này làm số lượng lớn như là 5 rồi về tên nhận. Là sao cái hình này nó phía tạc của ta, tôi nhớ nó đâu phải hình này. Hình này hiện rồi, bây giờ mình sẽ để vào nha. Rồi nó đang không có độ bền gì đúng không? Cút. Còn mình sẽ đứng ở đây mình áp cao một tí rồi sau đó quay dậy, nếu mà nó thốn 2 độ bền trở lên thì chắc chắn là cái chỗ mình luôn luôn lót. Nhưng mà điều đó nó thật sự khó, vì nếu mà như thế thì server sẽ rất là lắc, hình như server nó không có chăn rất đơn luôn. Chăn cô có chăn rất đơn hả? À không, cái này tưởng có chăn rất đơn chứ. Mấy cái server nước ngoài ấy, mấy cái server mà 200 đến mấy ngàn người chơi ấy, cái chăn nó đỡ cực kỳ khỏe luôn. Một người đặt đâu cỡ mấy chục cái chăn nó đỡ nhưng mà cái server nó vẫn chạy rất là mượt, bởi vì server đó người ta là server chơi bằng Renium, người ta kiểu giàu ở trưởng vậy, kiểu như 5 đô của người ta là 100 ngàn của mình đúng không, 5 đô đó cũng chỉ bằng buổi ăn sáng người ta, thậm chí là người ta ăn 10 đô cơ đấy. Thành ra là server người ta kiểu mạnh lắm. Rồi bây giờ quay trở lại thôi, nó xài đủ rồi. Cái đó là tự học vô tinh thần ấy. Đúng là tốc độ hư của nó chậm nhưng mà chắc chắn không chậm đến mức đấy, mấy anh tin tôi. Không chậm tới cái mức mà tôi chạy quanh cái đằng sầm nó không. Hay là nó thật sự chậm nhỉ? Đâu nó hư thêm cái nè. Vậy là có thằng khứa nào, thằng khứa nó nằm dùng. Tôi mà bắt lại thằng đó tôi búng chim luôn. À được, vậy thì tôi sẽ xây chính thấp sỏi vậy. Vậy là tôi đã không, kế hoạch của tôi nó không hoạt động rồi. Tôi định là vừa AK Vida mà vừa có tài nguyên mà. Quen, đúng như tôi vậy đó. Xây chính thấp sỏi, nếu mà tôi xây không đủ 2 stack magnesium, magnesium là rồi. Rồi xong. Tinh chuẩn chưa? Ồ, hơn đó. Giờ phải gần một tấc mất tá xe mà. Ui rồi ui, hai này chắc là chín tấc sỏi nó không vừa đâu. Có cách nào để mà
Nó xanh là không bụi được. Nếu mà đồng pin gấp đôi ra chơi, nó chỉ xử lý là sắc hơi, nó không xử rồi nó rơi sâm. Nếu mà đọc bằng gỗ ban á thì nó sẽ cho ra ba loại tài nguyên, muốn cho nó tự động lọc hoàn toàn thì phải là sử dụng tới abut. Abut hả? Test thử abut rẻ không? Abut rồi, vấn đề là thằng thằng connector ở đâu, bởi vì trong tôi nhớ trong shop nó bán input thôi. Quan trọng là hàng giữa, hàng giữa là hàng mắc nhất. Để tôi suy nghĩ nào, tôi suy nghĩ tới cái con đường mà nó nhẹ lòng nhất, bởi vì mấy học sai cái video này nó kiểu hơi căng ấy. Bởi vì thật sự thì những lúc mà tôi cắt ấy là những cái lúc mà tôi sử dụng 200% não của tôi, mặc dù tôi không có não, nhưng mà cái lúc cắt đấy thì nó cũng kiểu khá là 200 IQ, nhưng mà mấy thứ mấy ông xem kiểu nhẹ nhẹ, kiểu như mấy ông xem tôi đạp một ô hồi này làm được hết. Có bút ồ rồi, in bút đâu, in bút bắn tùm lum. Ok, 300 300 trong mồm mà lấy tiền của tao, sao nó rẻ thế nhỉ? Tôi nhớ cái thằng ở giữa làm trầm cảm lắm em, sao nó rẻ cách lạ hưởng. Xong rồi ngân phiếu của bố mày đâu, không thể tin được, tôi nhìn thôi tôi đã muốn bắn tùm lum rồi. Hình như lo cà ma rồi ra ra menu này. Vô cái chỗ nào nhỉ, tôi nhớ là shop. Tôi nhớ là shop đây, ngân phiếu không có tin được, nó chỉ có 300k thôi, trong khi thằng khứa thì anh phỏng nó mắc, bởi vì cái hàng giữa hình như tôi nhớ là nó càng in Phật LED. Ok, thằng đầu, thằng đường dây và thằng đít. Thằng này là đít, đúng rồi, thằng này là đít, bởi vì trong đây nó ngược lại với mod bắt. Sẵn tiện mình coi mình có anh lắp được không, cao nó mình nhớ là cái thằng này nó mắc lắm, 30 cấp nữa không mà vấn đề. Tôi sẽ sử dụng tới thứ quyền hạn mà mấy ông trước giờ chưa thấy, một cái thứ mà khi mà mấy ông nhìn thấy thôi thì mấy ông sẽ tôn sùng tôi lên trở thành một người thần. Thì là không tới mức đấy, nhưng mà đây 30 cấp lộ với 20 bon. Lắc cái ta, tự nhiên hết hồi hộp với lắc ấy. 56 cấp nhờ. Ai là daddy đi ở đây nào? Ok, chúng ta sẽ có là bỏ một thằng nào mà hết hả? Không ghét nữa nè. Ui, có thằng bạn tôi trong đây đó. Auto Crafter. Nó ngon á. Chẳng dám em không biết Auto Crafter gì. Để tôi nói được. Mấy ông thấy cái thằng trên nó bay không? Một lần grab của nó. Nó dễ đúng không? Nhưng mà mỗi thằng grab á thì chúng ta phải để đồ không. Kiểu như mấy ông muốn grab block thì mấy ông để chín chín cái phôi thành một cái thành một cái khối. Cái 1083 binh rồi, để tôi reset mạng. Tôi ra bây giờ hình như là bạn tôi nó nghe thấy rằng tôi bảo nó là hồng ghét, cho nên là nó đã hack vào đường dây mạng của tôi. Rồi giờ chúng ta lắp rồi, mời lên 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 mời lên. Ăn một lần phải 400. Cái táo này á là cái táo mà thò nhiều kinh nghiệm nhất luôn rồi đó, 400. Đây có connector có cái... rồi, dở rồi. Là phải mở ba này trước, nghĩa là không phải mở hết tất cả mà tất cả đều cùng cấp 30, và ba thằng đó nó nằm chung, bởi vì nó kiểu sao nhỉ, nó là cái thằng đầu nó là đường dây. Nhưng đúng rồi, không có cái tạo đường dây đó, không có mua đường dây, nó chỉ mua input rồi output thôi, thì ra là vậy. Kệ sao đắt nữa rồi. Ok, lần này tôi quay trở lại, mong là hacker nó không có hack cái điện thoại, cái laptop của tôi. 30 cấp quả lắm mới xài cái này. Rồi Garo, mong là hàng Garo 3 nữa sẽ làm việc ngon lành. Nó tốc độ nó mà không được như ý thì tôi sẽ bong vô đầu nó đi. Còn cái hồng ghét nữa, làm nốt cái hồng ghét luôn, bởi vì cái hồng ghét này nó sẽ lọc và cái thằng đất sét và Flynn đi.
Ủa mà shop bán, shop bán Aquena, shop bán Aquena à? Còn có cá hường không? Aquena hay đuối nha, Aquena cần phải có cấp nữa đó. Ui như nổng đây. Quầy dân làng vô hái Ghetto Naro Ingot này, Bin này, Aquen này, Electromagnets. Rồi xong chỉ bán Aquen. À, sao bay to win thế? Đồ đây, đồ đây. Đây, là hình cấp nào. Bum. À, vậy là chúng ta cần một cái hàng input vô, rồi cần thêm một hàng output nữa, rồi một hàng input nữa để ném vô hùng ghét. Có đúng là có thể chơi hai đường input. Chơi hai input không ta? Ừ, chơi hai input nhỉ, chơi hai input thôi. Bởi vì cái đường dây bây giờ nó chưa có nhiều. Chỗ phản xạ này, ở đông đâu đâu. Vô con được bảy nữa rồi. Sao nó không có cái chỗ mà nó đi ra cái ngăn phiếu nha. Kê vô ngăn phiếu này. Đó. Ta sẽ vô cái hàng input. Đó. Không stop được hả? À không, không chạy đồ sẽ làm phan chứ chẳng đạt được, bỏ sao. Bây giờ tiếp theo là cần cái gì nữa ta? Hình như là hết rồi. Để coi cái hàng đường dây. Hàng này thì nó cần là hiên phọt led nè, đây cái hàng này nè. Cái hàng tôi nó mắc như chó này. Còn cái hàng mâm thằng dây nhỏ này nó rẻ tới bidon. Rồi 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 rồi, không có đêm rồi, có đêm rồi. Kagomoto, rồi rồi có đêm rồi. Hadan Crash. Hadan Crash là hiên phọt led, nhưng mà ít ra là nó chỉ một là 16. Ừ, nói chung là nó cũng là một cái hiên phọt nó được 8, một được 2, ít ra nó cũng một được 2 không sao. Gì thằng nào, thằng nào thằng nào có thằng nào, hình như có thằng nào sót tôi. Cái gì cái gì có siêu phản động, có siêu phản động. Và bây giờ chúng ta sẽ trước khi là thằng Roban thì phải có một lớp thử trước, sẽ là Caro. Nếu hôm nay nó cũng phải nằm trên đường điện thì tôi sẽ cho nó lên đây, bởi vì trước chứ giờ tôi định đặt nó đây hả. Ta sẽ để nó ở đây đi, ở đây thì nó sẽ đi theo cái đường kia. No Caro nó phân phao, đặt thằng này ở đây, nó là tương đương với thằng Roban đấy. Đặt một cái thằng output ở đây, ok. Thằng này nó sẽ đưa đồ vô đúng không, nhà input nó đưa ra, tôi không biết là tôi có nhớ độn không. Thằng này sẽ để ra gương nè, còn thằng này nó sẽ để ra hùng ghét. Chúng ta làm trước thằng hùng ghét đi, với thằng hùng ghét nó rẻ. Rẻ ở đây là mâm nó rẻ, 5 3 led 2 aluminum 1 cạc vô motor vãi trưởng thật, đúng là mắc nhất á. Thôi chị ơi trời, vậy thì mình sẽ làm Roben trước nha. Roben nó cũng dễ thôi, gương và Roben. Đây là Roben, chúng ta sẽ cần là một thằng Roben bé, nó rất đơn giản. Chúng ta cần Roben này đó, aluminum để chích motor, rồi sau đó chúng ta cần thêm mấy cái này, nó nói chung là rẻ thêm cái Roben nữa. Rồi cái đầu cuối á, thì nó cũng rất là rẻ thôi, chúng ta cần để chích motor Roben và mấy thằng này. Ghi cái thằng Blittering God ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có thằng Heated Pressure Chamber. Cái này rẻ nè, Star rẻ nè, Carbonado rẻ nè, Uranium mình cũng rẻ vậy. Tôi nhớ nhầm là Uranium nó cũng rất là rẻ. Học rất sơ đúng rồi, cũng rất là rẻ thôi. Vậy chúng ta sẽ phải làm từ từ. Mình sẽ chuẩn bị đóng nguyên liệu và mình quay trở lại nha. Trong server đang có một cuộc cãi nhau là tôi là hàng real hay hàng hạt, hay là hàng yêu. Nói chung là một là real, hai là hạt. Nhưng mà đáp án chính xác là tôi là hàng pha ke, chứ tôi không như mấy người kia nghĩ. Chúng ta sẽ cần là electric motor. Mấy anh kia bảo rằng là nếu mà cho
tôi bê qua thì tôi là hàng riêu nhưng mà chắc chắn là tôi pha ke nên tôi không dám cho mấy ông đó qua. À, bây giờ chúng ta sẽ là người thấy nó cần phải làm cái electric motor đúng không, rẻ hẳn ra lúc đầu thì chơi sao lại mắc như vậy nhưng mà bây giờ thấy nó rẻ quá. Ồ, đúng là tôi trẻ chưa trẻ trên đời. Vàng nó lại để chơi mắc nè cái gì đó là để chơi mắc nè mắc quá. Ok vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm bao nhiêu đây, chúng ta làm một electric motor đúng không, tôi đi từ cái số 3 xuống đi, một cái electric motor này, ba cái electric motor này, ba cái electric motor thôi rất đơn giản. Không có cái electric motor thì nó sẽ là, tôi nhớ là nó không, electric motor tôi nhớ là luôn luôn rẻ hơn là cái heating coil. Electric motor cần copper wire và electric này đúng 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 không hết ghẻ rồi là ok ghẻ ghẻ không mắc không mắc. Xem nào, cửa hàng này chúng ta sẽ là hình như 2M đúng không, nếu mà nó không phải 2M cứ cứ mua dư không sao cả. À, nó không còn nào mình cho hái hết. Ở đây là electric motor. Electric cho mắc nẹt nhầm. 32 cái quá rẻ. Sáu cái copper hình như mình nhớ là copper wire bây giờ nó rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều. 3 được 8. 3 được 8 không? Thì chúng ta cần 6, 6 9, chúng ta cần 9 cái. 16, 16, 16 được 5, 5. Ủa 16 được 5 hả? 16, 16, 3, 6, 6 không, phải là 9 cái bắt buộc. Ok, 9 cái. Làm ơn lửa. Tao tao không muốn phải bật công tắc ra, tao lười lắm. Ui rồi ôi, được thế nhờ. Bây giờ chúng ta đem đi grab. Bell. 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 Hiện tại tôi đang cứ dư cái dây này nên tôi muốn test thử. Ồ nó không cho đặt ra. Cái đầu tôi định test thử là đặt ra xong động nó hành chỉ không. Nhưng mà ok được. Vì chúng ta sẽ cần làm ba cái chip motor. Bèo bèo. Tôi nói thật với mấy ông là 32 cái này ấy, mấy ông xài không hết đâu. Trừ khi mấy ông chơi kiểu automatic ấy, siêu cấp luôn thì mấy ông phải tốn nhiều thôi. Chứ thật ra là mấy ông chơi kiểu bình dân ấy, nó không bao giờ tốn hết mấy cái này. Được rồi, go ben này, đi từ đây xuống. Nó sẽ cần là go ben 2 flint và 3 aluminum. Quá là dễ. Flint tôi vứt hết rồi. Nghe phủ quá nhưng mà thật sự là tôi vứt hết rồi. Hôm nay nó không có bán flint đúng không? Thì phải lập bằng tay. Mong là gây dễ dễ một tí. 3 aluminum. Aluminum 1, 2, 3. Tem này ra nung luôn đi cho nhanh. Ok 3 aluminum. Ui 2 blin này. Được 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 được. Ý trời. 3 aluminum. Electric motor, go ben và hai flint. Electric go ben. Bước này đi. Tiếp theo là cần phải làm tới thằng trên, nó sẽ cần là hai sắt và ba lu alum. Quá đơn giản. Hai sắt, sáu alu và ba copper. Sáu alu. Ba copper. Hai sắt. Okay. Em sẽ làm đi. Đây chính là giai đoạn chuẩn bị đó, tôi sẽ cho mấy ông coi full giai đoạn chuẩn bị của tôi luôn. Bởi vì mấy ông mấy tập trước hình như là tôi làm hết rồi sau đó mấy ông kiểu quay lại cho nung hết ba cái thì chỗ này an toàn. Bởi vì copper nó cần trong nhiều công thức lắm, không được dư, ít không được phí. Thời xưa thì tôi làm hết xong rồi mấy ông chỉ cần coi thành quả thôi. Tầm này thử xem cho mấy ông xem cái giai đoạn tôi làm. Để ba cái này hai sắt electric carbon và go ben bùm electric carbon là gì 3x, hình như lần cuối là 5x thôi, nó không có lên tới hai mấy 10x. Và nó sẽ cần hai electric motor, go ben, hai coban và một blitterin. Thằng nào giải đằng trước go ben thế thằng người coban chứ. Nickel, nickel là cần hai cái nickel đúng không, giờ cần
cho vàng từ đầu. Ừ, đúng rồi, hai kính giờ cần bốn sắc hai đồng. Đi từ từ, đi từ từ, bởi vì tôi hồi xưa thì mấy, nếu mà mấy ông coi kênh của tôi hồi xưa thì mấy ông có biết rằng là tôi có một cái công thức mà làm một cái một cái cơ bản kết ấy, với làm cái thằng electric motor và heating coil chỉ trong một công thức duy nhất, nhưng mà bây giờ lâu quá không chơi tôi quên rồi. Nickel, ok, nếu mà tôi đợi thêm lần nữa thì nó sẽ thành cơ à, thì ra là nhớ công thức rồi, tôi nhớ lại công thức rồi, không cần phải xem công thức của Coban, không cần xem công thức của Coban luôn à, tự nhiên ký ức nó quay về. Giờ hồi xưa chơi gỗ lắm, bây giờ thành hoàng gà thì chúng ta có hai Coban đúng không, sao nó lại à, đúng rồi, nó là hai đúng rồi, tôi tưởng là nó còn thiếu một. Bleed the ingot, hôm nay nó sẽ cần heated pressure chamber, cài nó đi xuống. Ok, heated pressure chamber, nó là thằng này chỉ là Redstone Chamber thôi, chúng ta phải cần thằng Heated nữa. Heated thì nó sẽ nằm ở Energy vậy. Bắt đầu căng rồi nào, bắt đầu căng rồi đó, liên quan tới Energy là căng này, liên quan tới Energy không có gì tốt đẹp lắm, còn nó mắc phải chữ. Nó nằm đâu nhỉ, đây Heated Redstone Chamber. Về trước mắt thì lên tới đây thôi, tôi rất tiếc nhưng mà cứ trước mắt lên tới đây chứ, đang làm cái auto chứ à, chuẩn bị hai ẩu rồi. Lộn lộn lộn, đây rồi, để như này. Tiếp theo ở đây cần thêm một cái gương nữa. Ok, đúng 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 đúng, lâu quá không chơi nó bị liệu, không phải nó bị liệu mà nó bị ngu, thật sự nó là ngu. Để như này, fail, fail. Ừ đúng, cái gì nó không có chuyện như thế này được, đúng không? Tự nhiên sao tự nhiên tôi giống như là mấy thằng men trong ngày xưa ấy, cái bọn nó bị mắc kiếp xong rồi đấy lại kiếp à, nó không đi theo một cái cách như thế này, nó đi theo một cái cách khác, là nó nếu mà mấy ông không có đường dây ấy, nó không đi theo đường ngang được, nó chỉ đi hẳn thôi. Là hàng này nè, nó sẽ liên quan tới cái gương ở đây, gương phía của cái đế gì vậy, để vui rồi, xong rồi cái gương này nó sẽ đi ra đây, xong rồi nó đi ra đây, sau đó nó đi qua đây rồi, nó là phía tận nữa rồi đó. Trước mắt không, cái này không đúng, cái này không đúng, nó phải như thế này đó, chúng ta sẽ để sỏi vào cái điện, mấy em biết vấn đề gì xảy ra đó, điện đâu, nó cần tốn bao nhiêu, một hai ba bốn, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, cần một thằng đường dây nó nằm đây, energy connector, nó cần carbon, copper wire và ghẻ. Ok, làm luôn làm luôn, tính ra nó không mắc như thằng mấy thằng kia, nó mắc như là thằng cargo carbon mình có hết rồi đúng không, đây bốn ơi, hết hết carbon nó phát đồng, thấy đéo làm hết carbon luôn nhỉ. Ok, làm một lần thì có start đi, sau này có thể ấm tự động hết à, sau này chỉ cần bỏ nguyên liệu vô và bấm công thức thôi. Bây giờ thì nó mấy ông thấy là nó hơi mệt, lắp một cái ton, tôi không biết ở à, đây 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 cái ton rồi, có bèo bùng xanh kêu, cái máy lọc nó quá phải, nó quá khỏe, cái bờ vai carbon ốt, sao nó lên rồi, 1/8 ghẻ, 1/8 quay xem, từ từ để tôi coi thằng kia, hình như thằng kia đó 1/4 đúng không, thằng cargo tôi nhớ là nó mắc, hay là 1/2 ta, tôi nhớ hình như là 1/2 á, còn 1/4 mà đó à, cảm thức nó còn nhân từ cho tôi,
Để qua bên đây rồi. Nhận điện cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok nhận rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó qua đít để chỉ sang bắt lý. Hiểu 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 rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này là ngu, cái này là ngu. Ok lộn 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 tí, lộn tí. Thì chúng ta có đâu không chơi nó vậy, có input rồi đúng không, một output và hai input, thì chúng ta sẽ cần thêm một thằng output, cần thêm một thằng output nữa, bú đá rồi. Thằng này mấy ông hơi bị mù mắt nha, ngân phiếu này 100 rồi bác chơi. Đây, nó cần thêm một output. Sao trong này nó không có cái lệnh mà nó mua một phát là 64 cái vé gì, nó dễ đó, dễ bớt đau đầu hơn. Chúng ta sẽ đặt output và input ở đây cũng vậy, đây cũng là output và input, hay ngược, hay ngược đúng, cái gì đó không ổn. Đúng rồi đó, chính xác là gì đúng không? Mà nãy tôi có nói với mông là trong này nó ngủ đúng không? À không, cái này out lên input đúng không? Hay là thằng này nó cần phải được cấp điện nha. Cho nó chuyển sang wireless thôi, cho nó cục sỏi nè. Rồi nó chạy đi. Vậy là hình như thằng này nó ngược, tôi nhớ là nó ngược. Đây máy tính gì đâu nữa rồi, hiểu rồi hiểu rồi, hiểu vấn đề nằm đâu rồi, hiểu vấn đề nằm đâu rồi. À, dàn hai tỷ gì là chết rồi. Ok, nó là lắp đít ở đây và lắp đít ở đây, nó đang nghỉ game luôn. Đã hiểu. Anh này là input. Bảo nhớ là nó ngược rồi. Vẫn đếm tin bản thân. Ok, mày là input. Nhắc mày vô đây. Da. Cái não ấy nó đã bảo rằng là thằng hai thằng này nó ngược. Nhưng mà cái não khác nó lại bảo rằng là đừng làm như vậy, mày làm như vậy là sai đấy. Vậy chuyển không biết, biết nghe gì mà. Tôi đang suy nghĩ mình cần phải có một cái đường dây, cái đường dây này hơi đuối nha, phải có một cái đường dây để mà bỏ ghét. Nhưng mà bây giờ thôi kệ, nhà nghèo bỏ ghét để gì, lắc đi cái gì cũng qua hết. Quay ngược đúng không? Ngược. Thường ấy, input là đầu vào, trong đây input là đầu ra. Cái gì cũng qua hết, block this, block this. Rồi, hết. Chết. Lưng, đứng, 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 đâu, đâu, đâu. Sỏi. Cái gì cũng vào hết, trừ thằng sỏi. Ok. Đó là công dụng của block this. Có nghĩa là valid ấy, là cái gì nằm trong đó mới được vào, mấy thằng nào không nằm trong đó được cút. Còn update ấy, là cái gì cũng vào được hết, còn thằng nào mà nó nằm ở trong đó thì thằng đó không được ra. Rồi. Được 1 giây, đáng đồng tiền mất gạo. Rồi bây giờ xử lý sao đóng sỏi này giờ. Thằng này á, là nó không cho sỏi qua. Đúng không? Nó không cho sỏi qua. Thằng này á, thì nó là thằng không cho, cái thằng này nó chuyển hẳn sang thằng này luôn. Ok hiểu rồi,
Mày không cho sỏi đúng 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 là chán chủ nào tới đấy mấy không mình chủ ngu má cũng ngu đó nó phải vậy trước hết thì cái gì sau này thì chúng ta mới làm ghét sau làm thêm cỡ 18 à, không đủ kho chứa gì thôi trời tạm thời để gì trước đi à, ok và nếu anh thích thì bro like đăng ký kênh chia sẻ video này không là tiếp theo nha cảm ơn anh em đã ngồi coi tôi nói nhảm mặc dù nãy giờ tôi đéo làm cái gì cả tôi chỉ phải đét đồ và flash su của mình nhưng mà bye bye.